Rồi, hello anh em, lại là Minh Biker đây ha. Thì hôm nay mình quay con Ninja 300 này, bởi vì hôm nay mình giao một con Ninja 300 khác và con này mình đang vệ sinh sạch sẽ nè anh em, mới lắp dàn áo vô nè. Con xe này là biển thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Anh em nào cọc xe bên Minh á, coi được cái clip này thì nhớ inbox cho Minh nha, để qua lấy xe. Biển số thành phố Hồ Chí Minh nè, 59A3 nè, thấy không anh em? Rồi, có chợ sáng đồ này nọ đầy đủ luôn. Xe này là của một anh em lái sang lại cho mình, rất là đẹp luôn, đã lắm anh em. Đó, đang lấy ra vệ sinh nè, vệ sinh trong đây hết rồi nè anh em, thấy chưa? Vệ sinh hết sạch rồi nè, còn cái chỗ này nè phải tháo về ra mình mới chà được, để bấm anh ép cho anh em, tháo về ra mới chà được đó, anh em thấy chưa? Đó, rất là đẹp luôn, hình như là không có chày chụ gì luôn á anh em. Đó, đẹp tuyệt vời. Rồi anh em nào mua Ninja 300 cứ liên hệ số điện thoại mình ha. Bây giờ mình sẽ vô quay là mình đang giao xe với con Ninja 300 bản kỷ niệm Odo 4000. Đây, đang hướng dẫn cho chủ xe cách bảo dưỡng. Đó, đó, rất là đẹp luôn, xe 4000 cây. Đó, đây hai chìa khóa đây đó, thấy chưa? Chút đưa cho ảnh chai này anh xài luôn đi, để về nhà anh xài luôn. Ừ, còn hết hả? Anh nhớ còn nhiều chai mà, còn chai giống gì á, đưa cho anh xài. Giờ em hết cái loại này luôn rồi, hết dưỡng sên luôn rồi, giờ còn rửa không à? Đó, đẹp không anh em? À, lần đầu tiên thấy con Ninja 300, đây bản kỷ niệm thì nó có logo kỷ niệm ở đây nha anh em. Chủ xe đang nghe hướng dẫn của mấy anh em á, nói chung là chỉ mấy anh em tận tình, mấy anh em nuôi xe đồ cho tốt. Sau này á, mấy anh em có quay đầu lại, có nghĩa là mình có hỗ trợ quay đầu. Bây giờ mình tắt ghe, nói chung là hướng dẫn anh em á tốt, thì sau này anh em thu xe lại mình cũng an tâm, hiểu không? Anh em đã có đầy đủ kiến thức, trang bị kiến thức rồi. Tại con xe lâu quá anh không đi á, thì anh phải dưỡng vô đây. Được không? Còn xe này là xe của anh rồi, anh để đây biết bao nhiêu lâu rồi. Còn xăng á, hướng dẫn anh cách mở bình xăng đồ này nọ luôn nha. Em hướng dẫn cách dắt con xe này luôn, đúng cách luôn nha. Hướng dẫn dắt con xe đúng cách luôn. Thì mình còn con Z300 nhiều đồ chơi nè, biển số thành phố nè. Z300 nhiều đồ chơi. Quay cho anh em xem. Cái này là xe của một anh em đã cọc rồi. Xe này là anh em đã cọc rồi nha, Z300. Đó, thì đây Ninja 300 lên nè. Đó, thì mình sẽ so sánh cho anh em cái bản thường với lại cái bản kỷ niệm. Thì nó chỉ khác cái bộ tem thôi, nhưng mà anh thấy tem của bản kỷ niệm vẫn đẹp hơn. Vẫn đang hướng dẫn cho ảnh, rất là đẹp. Góc này là rất là đẹp, để góc này làm hình thumbnail luôn. Rồi dắt xe này xuống cho ảnh đi, thấy không? Soi luôn cho anh em à, thấy không?
anh em cứ soi đi, xe đẹp tuyệt vời luôn. Ừ, cầm bộ sơ gốc chạy, mình rút gốc rồi mà. Nó nghĩa ở đây mình rút gốc cho ảnh luôn á. À, lỡ công an mà hỏi thì anh nói anh đang đi ra biển số là xong rồi, cho đi à. Cầm bộ sơ nói là anh đang đi ra biển số, anh chạy lên 282 ra biển số là cho đi. Đẹp không? À, sáng chân. Rô đai xíu đi, à, đề máy xíu, tại bữa giờ mình dựng chỗ á. Bữa giờ dựng chỗ không nhúc nhích luôn á, đúng không? Bữa giờ để nó chỗ là không nhúc nhích luôn, một góc trời luôn á. Chờ mình đợi là đợi rút hồ sơ nè. Con này à, biển à, trước là biển Đồng Nai, mình phải rút về thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, bye bye anh em, lại thêm một xe đã về với lại à, chủ mới. Đầu tư cái nón sẵn luôn à. Nón màu xanh luôn nè. À. À, thùng rác bên chỗ cây cột điện anh, ngay chỗ cây cột điện có thùng rác. Ở đây à, có con ẹt lên cổ Titan đẹp không? Thấy không? Exciter lên cổ Titan nè, đẹp không? Rồi nãy mấy nó dặn hết rồi nhớ nha. Rồi. Còn á. Dạ chờ em xíu em quay xong này cái. Rồi, đi bye bye nha. Dạ. Đó, nhìn ở ngoài đẹp cực kỳ à. Đó, góc rộng nè. Đó, giống như quay vlog anh em. Lấy giùm anh cái mã đơn hàng ở trong cái hộp bàn nghe, có cái bọc bọc, bọc hàng á. Rồi, bye bye. Ngày xưa tôi bán xẻ sữa đậu nành à. Ngày xưa tôi chạy chiếc xe màu xanh. Đó. Góc rộng à. Quay đã không? Nhìn nó khủng quá. Rồi, lấy hồ sơ rồi. Rồi. Ê, quay góc rộng đẹp ghê á. Rồi, như vậy là đã xong. Lại một người nữa đã có xe. Lại một người nữa đã có xe.